Trong mỗi đóa hoa sen đó đều có tòa sư tử Mani Bảo Tạng, trên mỗi tòa đều có Bồ Tát ngồi kiết già. Đoạn này biểu thị rõ thành đạo y chánh. Thiện nam tử Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng đó, lúc bấy giờ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì lập tức trong mười phương tất cả thế giới thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng đó, lúc bấy giờ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lập tức trong mười phương tất cả thế giới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng có miêu tả cảnh giới này rằng trong một hạt bụi có các cõi nhiều như số hạt bụi, mỗi mỗi cõi đều có chư Phật nhiều khó nghĩ bàn được. Trong chúng hội của mỗi mỗi vị Phật, ta thấy luôn luôn diễn nói hạnh Bồ Đề. Tùy tâm chúng sinh đều hiện ra ở trước họ, vì họ truyền bánh xe pháp nơi mỗi mỗi thế giới, khiến cho vô lượng chúng sinh lìa khổ đường ác, khiến cho vô lượng chúng sinh được sinh về cõi trời, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nơi bậc thanh văn bích chi Phật, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề xuất ly, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề dũng mãnh tràng, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề pháp quang minh, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề thanh tịnh các căn, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề bình đẳng lực, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề và pháp thành, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề sức thần thông đến khắp nơi không thể hoại, khiến cho vô lượng chúng sinh vào hạnh Bồ Đề phổ môn phương tiện đạo, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh Bồ Đề môn tam muội, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề duyên tất cả cảnh giới thanh tịnh, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ Bồ Tát đạo, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ đạo Ba La Mật thanh tịnh, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ sơ địa Bồ Tát, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nhị địa Bồ Tát cho đến thập địa, khiến cho vô lượng chúng sinh vào nơi hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền. Vị Phật đó tùy tâm chúng sinh đều hiện ra ở trước chúng sinh, vì tất cả chúng sinh truyền bánh xe pháp, Ngài lại ở trong mỗi mỗi thế giới, khiến cho vô lượng chúng sinh lìa khỏi thống khổ ba đường ác, khiến cho vô lượng chúng sinh được sinh về cõi trời, đầu tiên lợi ích phàm phu, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nơi bậc thanh văn và bích chi Phật, kế lợi ích hai thừa, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề xuất ly ba cõi sau lợi ích Bồ Tát, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề dũng mãnh tràng, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề pháp quang minh, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề sáu căn thanh tịnh, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề bình đẳng sức lực, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề và pháp thành, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề sức thần thông đến khắp nơi không thể hoại, khiến cho vô lượng chúng sinh vào hạnh Bồ Đề phổ môn phương tiện đạo, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh Bồ Đề môn tam muội, khiến cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh Bồ Đề duyên tất cả cảnh giới thanh tịnh. Trước khiến Bồ Tát thành tựu đủ thứ hạnh môn, sau phát tâm Bồ Đề, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đây là bậc thập trụ, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ Bồ Tát đạo, đây là bậc thập hạnh, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ đạo Ba La Mật thanh tịnh, đây là bậc thập hồi hướng, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ sơ địa Bồ Tát hoan hỷ địa, khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nhị địa Bồ Tát cho đến thập địa, khiến cho vô lượng chúng sinh vào nơi hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát, khiến cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền. Đây là dùng niệm đại nguyện tịnh trị tiền độ, hai câu sau là bậc đẳng giác. Thiện nam tử, khi Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng đó hiện thần lực tự tại không thể nghĩ bàn như vậy, truyền bánh xe pháp, thì trong mỗi mỗi các thế giới đó, tùy chúng sinh đáng được giáo hóa, niệm niệm điều phục vô lượng chúng sinh. Thiện nam tử, khi Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng đó thị hiện đủ thứ thần thông lực tự tại không thể nghĩ bàn như vậy, chuyển bánh xe pháp, thì trong mỗi mỗi các thế giới đó, tùy thuận căn cơ chúng sinh đáng được giáo hóa, niệm niệm điều phục vô lượng chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền biết chúng sinh trong thành Bảo Hoa Đăng Vương ỷ cậy sắc tướng diện mạo của mình vào các cảnh giới mà sinh tâm kiêu mạn, lăng nhục miệt thị người khác, Ngài bèn hiện ra thân tốt đẹp đoan chánh thủ đặc đi đến thành đó, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả,
khiến cho thánh vương đó và các báu đẹp, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thân chúng sinh, tất cả ánh sáng thảy đều lu mờ, ví như mặt trời mọc trên cao chiếu sáng khắp nơi, cũng như vàng diêm phủ để gần đống mực đen. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền biết chúng sinh trong thành Bảo Hoa Đăng Vương ỷ cậy sắc tướng diện mạo xinh đẹp của mình và tất cả cảnh giới như tốt đẹp mà sinh ra tâm kiêu căng ngã mạn, lăng nhục miệt thị người nước khác. Do đó Bồ Tát Phổ Hiền, ngài bèn hóa hiện ra thân tướng tốt đẹp, đoan chánh thủ đạo hơn những người trong thành đó, mà đi đến thành Bảo Hoa Đăng Vương đó, ở trong thành phóng đại quang minh chiếu sáng khắp tất cả thế giới, khiến cho truyền luân thánh vương và tất cả báu đẹp, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thân chúng sinh, tất cả ánh sáng thảy đều lu mờ ẩn đi, ví như mặt trời mọc trên cao chiếu sáng khắp nơi, cũng như vàng diêm phủ để gần đống mực đen. Đây là hiện thân vượt trội hơn. Bây giờ các chúng sinh đều nghĩ như vậy, đây là ai vậy, là trời hay là phạm thiên? Ngài phóng quang minh này khiến cho thân chúng ta và hết thảy ánh sáng màu sắc đều chẳng hiển hiện. Suy nghĩ đủ thứ như vậy cũng không thể hiểu rõ được. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền trụ trong hư không trên cung điện báu của truyền luân thánh vương đó mà bảo rằng: Đại vương nên biết, này trong nước của nhà ngươi có vị Phật xuất hiện ra đời ở dưới cội bồ đề phổ quang minh pháp vân âm tràng. Bấy giờ tất cả chúng sinh đều nghĩ như vậy, đây là ai vậy, là người trời hay là đại phạm thiên? Này phóng quang minh này khiến cho thân chúng ta và hết thảy ánh sáng màu sắc đều chẳng hiển hiện. Những chúng sinh đó suy nghĩ đủ thứ như vậy cũng không cách chi có thể hiểu rõ được. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền ngồi kiết già trụ trong hư không trên cung điện báu của truyền luân thánh vương đó mà bảo với vua rằng: Đại vương nên biết, này trong nước của nhà ngươi có vị Phật xuất hiện ra đời ở dưới cội bồ đề phổ quang minh pháp vân âm tràng. Đây là lời nói Phật hiện ra đời. Bấy giờ vương nữ Liên Hòa Diệu Nhãn thấy Bồ Tát Phổ Hiền hiện sắc thân quang minh tự tại và nghe các đồ trang nghiêm trên thân vang ra diệu âm, sinh tâm hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: Nguyện cho hết thảy tất cả căn lành của con đắc được thân như vậy, trang nghiêm như vậy, tướng tốt như vậy, oai nghi như vậy, tự tại như vậy. Này đại thánh này, ở trong đêm dài đến tối sinh tử của chúng sinh, phóng đại quang minh khai thị Như Lai xuất hiện ra đời, nguyện khiến cho con cũng được như vậy. Vì các chúng sinh đắc trí quang minh, phá tan hết thảy đen tối vô tri đó, nguyện cho con ở chỗ chúng sinh thường được không lìa khỏi vị thiện tri thức này. Lúc đó vương nữ Liên Hoa Diệu Nhãn của vua truyền luân thánh vương nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền thị hiện sắc thân quang minh tự tại, lại nghe các đồ trang nghiêm trên thân của ngài vang ra diệu âm, sinh tâm đại hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: Nguyện cho hết thảy tất cả căn lành của con đắc được thân giống như ngài, trang nghiêm như vậy, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như vậy, oai đức nghi biểu như vậy, tự tại như vậy. Hiện nay vị đại thánh này ở trong đêm dài đen tối sinh tử của chúng sinh, phóng đại quang minh khai thị chúng con, nói Như Lai đã xuất hiện ra đời, nguyện khiến cho con cũng được như vậy. Hay vì các chúng sinh tác trí huệ quang minh, phá tan hết thảy đen tối vô tri đó, nguyện cho con ở chỗ chúng sinh thường được không lìa khỏi vị thiện tri thức này. Đây là vương nữ phát tâm lớn, cũng là nhân đi vào pháp. Trong Hoa Nghiêm Sớ Sao của ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói: Nhân bao quả chi hài, quả thông nhân chi nguyên. Do đó lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác. Thiện nam tử, bấy giờ vua chuyển luân và nữ báu quyến thuộc ngàn người con, đại thần phụ tá, bốn thứ binh chúng cùng với vô lượng nhân dân trong thành trước sau vây quanh, nhờ thần lực của vua đều bay lên hư không cao một do tuần, phóng đại quang minh chiếu bốn thiên hạ, khắp khiến cho tất cả đều được chiêm ngưỡng, muốn khiến cho chúng sinh đều đi đến gặp Phật, bèn dùng kệ khen ngợi rằng: Thiện nam tử, lúc đó vua chuyển luân và nữ báu quyến thuộc ngàn người con, đại thần phụ tá, bốn thứ binh chúng cùng với vô lượng nhân dân trong thành trước sau vây quanh hướng về đạo tràng của Phật. Nhờ thần lực của vua truyền luân thánh vương, tất cả mọi người đều bay lên hư không cao một do tuần khoảng 80 dặm, phóng đại quang minh chiếu sáng bốn thiên hạ, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiêm ngưỡng. Vua truyền luân thánh vương muốn khiến cho chúng sinh đều đi đến gặp Phật, bèn dùng kệ khen rằng: Như Lai hiện thế gian cứu khắp các quần sinh, các ngươi hãy mau lên đi đến chỗ đạo sư. Đức Phật xuất hiện ra thế gian là vì cứu độ khắp tất cả chúng sinh, các ngươi hãy mau lên đi đến chỗ đạo tràng của đấng đạo sư Đức Phật.
vô lượng vô số kiếp mới có Phật ra đời, diễn nói diệu pháp âm, lợi ích tất cả chúng. Trong vô lượng vô số đại kiếp mới có Phật thị hiện ra đời, đây chẳng phải là một nhân duyên nhỏ, mà là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được một cơ hội tốt. Đức Phật diễn nói đại pháp thâm sâu vi diệu để lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khổ được vui. Phật quán các thế gian điên đảo thường si hoặc, luân hồi sinh tử khổ mà khởi tâm đại bi. Đức Phật quán sát tất cả chúng sinh thế gian đều điên điên đảo đảo, chẳng rõ trắng đen, chẳng rõ thị phi, bị mê hoặc trong đen tối ngu si. Họ luân hồi trong sáu nẻo, lúc lên trời, lúc dưới đất, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm súc sinh, lúc làm người, lúc làm Atula, luân hồi thọ khổ như vậy. Cho nên Đức Phật khởi tâm đại bi đến cứu độ chúng sinh thọ khổ vô số ước ngàn kiếp, tu tập hạnh Bồ Đề vì muốn độ chúng sinh đều do sức đại bi. Trong vô số ước ngàn đại kiếp, Đức Phật tu tập hạnh Bồ Đề vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh đều do sức lực tâm đại bi. Đầu mắt, tay chân thảy, tất cả đều xả được vì cầu đạo Bồ Đề vô lượng kiếp như vậy. Đức Phật hay nội thí xả đầu mắt tủy não tay chân, ngoại thí xả đất nước vợ con, tất cả đều xả bỏ được. Phật vì cầu đạo Bồ Đề cho nên thân tâm tánh mạng đều chẳng cần, đây chẳng phải phát tâm một ngày hai ngày, mà là vô lượng kiếp luôn phát đại nguyện như vậy. Vô lượng ước ngàn kiếp, đạo sư khó gặp được, thấy nghe hoặc hầu hạ, tất cả không đướng qua. Trong vô lượng ước ngàn đại kiếp, bậc đạo sư Phật rất khó gặp được. Nếu ai thấy được Phật, hoặc nghe được danh hiệu Phật, hoặc hầu hạ cúng dường Phật, thì tự nhiên sẽ có đại công đức, do đó công chẳng tổn hao, tất cả đều không đúng qua. Nay sẽ cùng các ngươi đến gặp đấng điều ngự, ngồi nơi tòa Như Lai, hàng ma thành chánh giác. Nay ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi đến gặp đấng điều ngự, lễ lại Phật. Phật ngồi nơi tòa báu sư tử, ở chỗ đó hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chiêm ngưỡng thân Như Lai, phóng ra vô lượng quang, đủ thứ sắc vi diệu, trừ diệt tất cả tối. Chúng ta hiện đang chiêm ngưỡng sắc thân Như Lai, phóng ra diễn biến vô lượng quang minh, có đủ thứ nhan sắc vi diệu, trừ diệt được tất cả vô minh đen tối của chúng sinh. Trong mỗi mỗi lỗ lông, phóng quang không nghĩ bàn, chiếu khắp các quần sinh, đều khiến đại hoan hỷ. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Phật, đều phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn, chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ sinh đại hoan hỷ. Các ông đều nên phát tâm rộng lớn tinh tấn, đến chỗ Như Lai đó cung kính mà cúng dường. Các ông đều nên phát tâm rộng lớn tinh tấn dũng mãnh, đi đến chỗ đạo tràng của Đức Như Lai đó để cung kính cúng dường Phật. Bấy giờ Trưởng Luân Thánh Vương nói kệ khen ngợi Đức Phật khai ngộ tất cả chúng sinh rồi. Từ căn lành của Luân Vương hiện ra 10.000 thứ mây đại cúng dường, đi đến đạo tràng, hướng đến chỗ Đức Như Lai, như là mây tất cả lọng báu, mây tất cả chướng hoa, mây tất cả y báu, mây tất cả lưới linh báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả tràng báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa đẹp, mây tất cả các đồ trang nghiêm, nghiêm sức khắp nơi ở trong hư không, đến rồi đảnh lễ dưới chân Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, lập tức ở trước Đức Phật ngồi trên tòa hoa sen báu phổ chiếu thập phương. Lúc đó Trưởng Luân Thánh Vương nói kệ khen ngợi Đức Phật khai ngộ tất cả chúng sinh rồi. Từ căn lành của Luân Vương hiện ra 10.000 thứ mây đại cúng dường, sau đó đi đến đạo tràng hướng đến chỗ Đức Phật, như là mây tất cả lọng báu, mây tất cả chướng báu, mây tất cả y báu, mây tất cả lưới linh báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả tràng báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa đẹp, mây tất cả các đồ trang nghiêm, đủ thứ mây đại cúng dường đó nghiêm sức khắp nơi ở trong hư không. Đến đạo tràng của Đức Phật rồi, Chuyển Luân Thánh Vương đảnh lễ dưới chân Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, lập tức ở trước Đức Phật ngồi trên tòa hoa sen báu phổ chiếu thập phương. Đoạn này tường thuật lại nổi mây cúng dường rộng lớn, sau đó đi đến đó tu kính. Bấy giờ vương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn của Chuyển Luân Vương lập tức cởi các đồ trang nghiêm trên thân mình, cầm giải lên cúng dường Đức Phật. Lúc đó vương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn của Chuyển Luân Vương lập tức cởi tất cả các đồ trang nghiêm trên thân mình, cầm giải lên Đức Phật để cúng dường Đức Phật. Đồ trang nghiêm dâng cúng Phật là biểu thị tu vạn hạnh hướng về quả Phật. Bấy giờ đồ trang nghiêm biến thành lọng báu ở trong hư không,
lấy báu thòng rủ xuống, có Long Vương đứng cầm giữ, tất cả cung điện xen bày trong đó. Có 10 thứ lọng báu bày bố chung quanh, hình như lầu các trong ngoài thanh tịnh. Các mây chuỗi báu và các cây báu Hương Hải Mani dùng để trang nghiêm. Ở trong những lọng đó có cây bồ đề, cành lá sum suê, che khắp pháp giới, niệm niệm thị hiện vô lượng trang nghiêm. Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi dưới của bồ đề đó, có các bồ tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật vây quanh trước sau, đều từ phổ hiền hạnh nguyện sinh ra, an trụ nơi trụ không khác biệt của các bồ tát. Cũng thấy có tất cả các thế gian chủ, cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai, lại thấy tất cả các kiếp thứ tự, thế giới thành hoại, lại cũng thấy tất cả thế giới đó, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời thứ tự, lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều có Bồ Tát phổ hiền, cúng dường Đức Phật, điều phục chúng sinh, lại cũng thấy tất cả Bồ Tát đó đều ở trong thân của phổ hiền, cũng thấy thân mình ở trong thân đó, cũng thấy thân mình ở trước tất cả Như Lai, ở trước tất cả phổ hiền, ở trước tất cả Bồ Tát, ở trước tất cả chúng sinh. Lúc đó đồ trang nghiêm của nữ báu biến thành lọng báu, ở trong hư không lưới báu thòng rủ xuống, có Long Vương đứng cầm giữ, tất cả cung điện xen bày la liệt trong đó. Có 10 thứ lọng báu khác nhau bày bố chung quanh, hình thù giống như lầu cát, trong ngoài đều rất thanh tịnh. Có các mây chuỗi báu và tất cả các cây báu Hương Hải Mani dùng để trang nghiêm. Ở trong những lọng báu đó có cây bồ đề, cành lá rất sum suê, che phủ khắp pháp giới trong niệm niệm thị hiện vô lượng sự trang nghiêm. Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi dưới cội bồ đề đó, có các bồ tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật vây quanh trước sau, các ngài đều từ phổ hiền hạnh nguyện sinh ra, an trụ nơi pháp môn trụ không khác biệt của các bồ tát. Vương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn cũng nhìn thấy có tất cả các thế gian chủ, cũng nhìn thấy sức thần thông tự tại của Như Lai, lại nhìn thấy tất cả các kiếp thứ tự trước sau, thế giới thành trụ hoại không, lại cũng nhìn thấy tất cả thế giới đó, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời thứ tự, lại cũng nhìn thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều có Bồ Tát phổ hiền cúng dường Đức Phật, đều phục hết thảy chúng sinh. Lại cũng nhìn thấy tất cả Bồ Tát đó đều ở trong pháp thân của Bồ Tát phổ hiền. Vương nữ cũng nhìn thấy thân mình ở trong pháp thân của Bồ Tát phổ hiền đó. Lại cũng nhìn thấy thân mình thị hiện ở trước tất cả chư Phật, ở trước tất cả Bồ Tát phổ hiền, ở trước tất cả các Bồ Tát và ở trước tất cả chúng sinh. Đây là cảnh giới rất kỳ diệu, viên mãn vô ngại, trùng trùng vô tận. Trong phẩm thứ hai Như Lai Hiện Tướng có đoạn kinh văn cũng tương tự như cảnh giới này. Trong mỗi lỗ chân lông của Như Lai có chư Phật ngồi, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, Bồ Tát chúng hội cùng vây quanh diễn nói thắng hạnh của phổ hiền. Pháp giới nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật đều xuất hiện trong tất cả chúng. Như vậy phần thân trí cảnh giới kiến lập trong hạnh phổ hiền, Bồ Tát phổ hiền khai giác, tất cả Như Lai cùng khen ngợi hoan hỷ, đã đắc được đại thần thông của chư Phật trải khắp cùng pháp giới. Vương nữ chẳng những nhìn thấy một vị Bồ Tát phổ hiền, mà ở trong mỗi hạt bụi, ngài đều nhìn thấy Bồ Tát phổ hiền phân thân vô số để cúng dường chư Phật, làm thượng thủ trong pháp hội, giáo hóa chúng sinh không nhàm mỏi. Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ danh giới, đủ thứ nhiệm trì, đủ thứ hình trạng, đủ thứ thể tánh, đủ thứ an bày, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ mây trang nghiêm che phủ phía trên, đủ thứ tên kiếp, đủ thứ Phật ra đời, đủ thứ ba đời, đủ thứ phương xứ, đủ thứ trụ pháp giới, đủ thứ vào pháp giới, đủ thứ trụ hư không, đủ thứ Như Lai Bồ Đề Tràng, đủ thứ Như Lai Thần Thông Lực, đủ thứ tòa sư tử của Như Lai, đủ thứ biển đại chúng của Như Lai, đủ thứ chúng Như Lai khác biệt, đủ thứ phương tiện thiện xảo của Như Lai, đủ thứ chuyển bánh xe pháp của Như Lai, đủ thứ âm thanh vi diệu của Như Lai, đủ thứ biển lời nói của Như Lai, đủ thứ mây khế kinh của Như Lai. Thế như vậy rồi tâm ngài thanh tịnh, sinh đại hoan hỷ. Vương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn lại cũng nhìn thấy tất cả thế giới đó. Mỗi thế giới đều có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, mỗi thế giới lại bao vô số thế giới. Mỗi thế giới có đủ thứ danh giới khác nhau, có đủ thứ vận hành chi trì, có đủ thứ hình trạng, có đủ thứ thể tánh. Mỗi một thế giới đều có thể khác nhau, hình trạng và tính cách cũng khác nhau, có đủ thứ sự an bày phân bố khác nhau, có đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ mây trang nghiêm che phủ phía trên, có đủ thứ tên kiếp, đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, đủ thứ ba đời khác nhau, đủ thứ phương hướng và xứ sở,
đủ thứ trụ pháp giới, đủ thứ vào pháp giới, đủ thứ trụ hư không, đủ thứ bồ đề đạo tràng của Phật, đủ thứ trí huệ thần thông lực của Phật, đủ thứ tòa báu sư tử của Phật, thăng tòa thuyết pháp, đủ thứ biển đại chúng của Phật, đủ thứ đại chúng Như Lai khác biệt, đủ thứ phương tiện thiện xảo của Phật, đủ thứ truyền bánh xe pháp của Phật, đủ thứ âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn của Phật, đủ thứ biển lời nói của Phật, đủ thứ mây khế kinh của Phật. Do đó, trên khế với ý của chư Phật, dưới hóa độ căn cơ của chúng sinh. Vương nữ thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, tâm của Ngài rất thanh tịnh mà sinh tâm đại hoan hỷ. Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng vương, vì vương nữ nói Tu Đa La tên là Nhất Thiết Như Lai chuyển pháp luân, có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc. Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng vương, vì vương nữ nói Tu Đa La tên là Nhất Thiết Như Lai chuyển pháp luân, bộ kinh đó có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc. Bấy giờ người nữ đó nghe kinh đó rồi liền được thành tựu 10.000 môn tam muội, tâm ngài mềm mại không cứng thô, như mới thọ thai, như mới sinh ra, như cây sa la mới nảy mầm. Tâm tam muội đó cũng lại như thế, đó là tam muội hiện thấy tất cả Phật, tam muội chiếu khắp tất cả cõi, tam muội vào tất cả muôn ba đời, tam muội nói tất cả Phật pháp luân, tam muội biết biển nguyện của tất cả Phật, tam muội khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho thoát khỏi khổ sinh tử, tam muội thường nguyện phá đen tối của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện diệt khổ của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện sinh vui cho tất cả chúng sinh, tam muội giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng sinh mỏi nhàm, tam muội tất cả Bồ Tát không chướng ngại tràng, tam muội đến khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh. Khi người nữ đó nghe bộ kinh Nhất Thiết Như Lai